Vâng, xin chào bác, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay thì em có một mẫu mic nhớ đến cho các bác anh em đây. Mẫu mic Shure UGX39 Plus. Các bác thể nhìn thấy ở ngay phía trước màn hình của bác anh em luôn. Hình thức rất đẹp, mặt phay nhôm này, hai tay sách, hai màn hình hiển thị đầy đủ thông số cho bác anh em luôn. Còn đây là các nút điều chỉnh âm lượng và dò sóng, rồi chọn các chế độ khác nhau cho bác anh em luôn. Hai tay mic thì thân kim loại rất đẹp cho bác anh em luôn nhá. Có đầy đủ tự ngắt luôn. Và phía bên trong, quay cho bác anh em chi tiết hơn, phía bên trong là một cái vỉ mạch rất là lớn và 4 hộp sóng, 2 tụ lớn đầy đủ cho anh em luôn. Linh kiện bên trong thì cho anh em nhìn qua thấy khá là chất lượng rồi đúng không ạ. Và quay cho bác anh em cụ thể hơn về ở phía trước của em nó, cái màn hình ở phía trước này nó sẽ có một cái lớp ni lông chống xước các bác nhá. Có hai lớp ni lông chống xước luôn cho bác anh em, là các bác nhìn để ý giúp em nhá. Đấy, em tháo cho bác anh em này. Nếu như mà cái lớp đầu tiên mà vận chuyển về các bác thể tháo ra. Đấy, các bác đầu tháo. Nó vẫn còn thêm một lớp nữa nhá. Nếu như mà anh em sử dụng khoảng một thời gian mà thấy nó bụi chẳng hạn, anh em thể lột ra tiếp được. Rất đẹp, rất chất lượng cho bác anh em luôn. Và ở đây là các nút điều chỉnh của em mic không dây Shure UX39 Plus này. Là cái nút set để chọn các chế độ khác nhau này. Hoặc là cái nút bấm tăng giảm để hiệu chỉnh như tần số hoặc các thông số mà anh em đang chọn vào. Ở phía sau của em nó thì có 4 dâu. Đấy, 4 dâu, đây là 4 cổng cắm dâu vào cho bác anh em đây. Hai cái nút xoáy này không phải tăng giảm âm lượng nha. Đây là hai cái nút điều chỉnh âm lượng sensitivity cho anh em. Hai cổng ca lông ba lăng để đấu lối ra, đấu lối mixer. Hoặc là anh em có thể đấu vào vang số, hay là những dòng vang có thể hiệu chỉnh riêng, hai mic riêng biệt được. Nếu mà anh em sử dụng gia đình những dòng vang cơ hay âm ly chẳng hạn, thì anh em có thể cắm cổng 6 ly này. Nó sẽ kèm phụ kiện cho anh em luôn rồi. Bộ mic rất đẹp, rất chất lượng, sóng xa để cho anh em có thể làm sự kiện hay sử dụng gia đình đều được hết. Và giá thì rất mềm đấy các bạn. Đây phiên bản nâng cấp của UX38, nhưng mà phiên chất lượng và hình thức nên khá là ưng ý này các bạn. Anh em có nhu cầu thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em nhé. Giá thì siêu siêu rẻ cho bác anh em luôn. Và anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em. Và đừng quên ủng hộ cho một like và đăng ký kênh phía bên dưới nhé.